Chào mọi người nha, em có hai con máy cho mọi người mua rẻ về mình chỉnh nó rồi dùng thôi. Máy còn khác ngon á, tiền nó thẳng là tiền nào của nấy. Một cây Ruby, hai cây Ruby cùng mẫu mã luôn nha, có thể thay thế qua lại cho nhau. Thì đặc điểm thì em sẽ quay ha, cái tay cầm con này thì nó bị gãy rồi. Cái chỗ gắn tay cầm này nó bị bể một miếng, mình có thể khắc phục được. Cái này cái đóng e nó cũng bay rồi, cái nắp đóng e, cái con này nó có này, nắp đóng e con này có. Em sẽ quay cụ thể ha, 32D nha, con này 3 máy cc, bộ rất đẹp. Máy thì cái con này vỏ, hai con này thì rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Ok, ta xích này, ta xích. Đẹp. À mọi người thấy không? Nó bể thì về mọi người mua cái tay cầm rồi hàng lấy lại, rồi hàng nhựa lại, rồi mình đóng vít vào thôi, đóng ốc vít rồi dùng thôi. Đây là cái giá rẻ cho mọi người, cho người chưa có máy cưa, mình về mình khắc phục để mình dùng. Máy thì hơi hám, rất là ngon, bao nồng luôn. Ok, này Ruby của Nhật ha. À, bán là bán cả hai con luôn nha mọi người. Máy này thôi chứ về rồi, về đổi xăng. À, con này thì nó gãy phía dưới này tí. À, mình mua cái tay lái thì mình gắn vô đây. À, nói là mua tay lái mình gắn vô rồi bắt con vít phía trong này dưới này. À, tay lái nó đây này. À, mà nó bể phía trên đó. Mọi người bây giờ thay vì cái con này là bán vít ngang đúng không, thì mọi người không bán vít ngang thì mọi người bán cái vít dưới, bán lên đó. Ok, rất là đẹp, nhưng mà con này nó còn nghiêng cái chỗ này thì mọi người không còn lại. Thì con này nó bể cái ốp, cái ốp ốp lam, thì mọi người lấy cái ốp lam này gắn qua. Ok, con này nó còn cái gió này, con này nó mất thì lấy cái gió này gắn qua. Ok, mấy con này thì nó xài chế quanh quanh rổ hết, xài chế quanh rổ hết nha mọi người. Đó, tất cả đều xài tránh chế quanh rổ Nhật hết nha. Có bắp rồi, mua trái bắp ăn nha mọi người. Con này thì cũng hơi rất ngon luôn. Hai con hơi rất tốt. Mà mấy con này thì đều về nó sống hết rồi, không có con này chết. Hai con này nếu mà mọi người có thể khắc phục, mọi người khắc phục là vào là bắt nào đi. Con cho bắt nếp coi. À, mọi người có thể khắc phục rồi và dùng cả hai con luôn ha. Mình mua thêm một cái ốp lam này nữa là khắc phục, với lại hai cái tay cầm này nữa thì mình khắc phục mà dùng được cả hai con. Giá thì em bán khá là rẻ nha, hai con này bán giá 1,1 triệu nha mọi người, 1,1 triệu cả hai con hả. 1,1 triệu cả hai con nha. Mau hả? Dạ mọi người. Con này là tầm công suất khoảng 3 máy cc nha mọi người, 32, 31, 32 cc, dùng vậy là rất là tốt, cắt rất là bốc. Con này cái người ta gọi là thương hiệu nó là Ruby, thương hiệu nó đều là của Geno, Komatsu Geno. Lần trước em cũng nói nha, người ta dân hàng bãi thì người ta đều gọi lại đây là dòng Geno Komatsu, Komatsu của Nhật. Ha, hai con này em nói là có thể mình mua cái tay cầm bên này, một cái ốp lam, và con này mua thêm một cái tay cầm là có thể dùng được cả hai con luôn ha. Yeah, có thể dùng được cả hai con luôn, hai máy này đều sống mà. Rồi, thông tin nghe cho kỹ nha. Yeah.
xích rất là mới. Xích nó rất là dày. Những gì em nói trên video là em bán trên video là có gì em bán đấy nha. Chứ khi muốn mua phụ tùng ấy thì hôm khác có phụ tùng thì em sẽ bán cho. Hiện tại em chỉ bán như thế này thôi. Ví dụ như một người mua ở một nơi nào đó, máy có thể nó hư hỏng cái này kia, hoặc là bể này bể kia, mọi người chỗ đó nó chưa có phụ tùng thì mọi người có thể tìm chỗ khác mua tạm cũng được, chứ không nhất thiết là phải chờ. Nếu mọi người muốn chờ thì chờ, không muốn thì có thể mua chỗ khác thay vào, mọi người để cho nhanh có mọi người dùng, chứ em không phải bắt buộc phải mua chỗ em nha. Ví dụ mình mua con máy chỗ này nhưng mà thiếu phụ tùng thì mình về mình mua cái chỗ khác nó có nhanh thì mình mua thôi. Hai con này em nói là có thể chắc chắn là lên được hai con dùng luôn. Con này nó không có xích, con này nó chỉ, con này nó có làm xích. Giá em nói là nghe 1.1 triệu nha, không bao ship.